Buongiorno. Chào, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết và đọc các ngày trong tuần trong tiếng Ý. Nha các bạn hãy chú ý lắng nghe theo dõi nhé. Ok, let's go. Thứ hai, lunedì. Lunedì. Thứ ba, martedì. Martedì. Thứ tư, mercoledì. Thứ năm, giovedì. Giovedì. Thứ sáu, venerdì. Venerdì. Thứ bảy, sabato. Sabato. Chủ nhật, domenica. Domenica. Bài học của mình đến đây là kết thúc. Các bạn bấm like, share, subscribe và nhấn nút chuông để xem thêm nhiều bài học hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Chào chào.